Come on. Xin chào mọi người đang xem kênh Dì Quanh TV nha. Hôm nay là mình đi ăn thịt bò với chị Mì Chin. Đó. Bây giờ hai chị em đang ngồi trong quán thịt bò. Ta mới dọn món ra cho mình nè mọi người. Đây là canh dẹm. Đó, anh ta bỏ hành, ba rô, bỏ ớt vô nấu lên. Nó cay cay, ngọt ngọt, the the. Để cho mình húp cho nó thông cổ mát họng, ăn thịt cho nó dễ trôi đó. Đây là xà lách và hành ba rô. Làm giống như là rưới sốt lên á, ăn kèm thịt á. Đây là cà chua bi và các loại rau xà lách, người ta rưới cái gì lên trắng trắng nè, đó, mình sẽ trộn trộn lên ăn. Ở dưới là có bắp cải tím nữa nè. Đó. Dưa leo. Anh chủ quán đẹp trai bưng đồ ăn ra nha mọi người. Canh đậu tương. Wow, canh đậu tương, tàu hũ, bí ngòi, cua ghẹ đồ rất là ngon luôn mọi người ơi, nóng hổi luôn. Ớt. Đây là giá đậu nành, giá đậu xanh nha mọi người, với lại một chút xíu wasabi vàng. Giá hành lại kia. Và mình sẽ nướng trực tiếp trên lửa than luôn nha. Lửa than người ta đã nhúng sẵn cho mình rồi. Đó, các loại nhâm tương, kim chi trắng, banh chan, đồ ăn cơm, hành, nấm xào, giá đậu nành trộn và kim chi. Xà lách mình dùng để gói rau. Đây là wasabi và cái nước gì không biết nữa. Nói chung là để chấm tươi với thịt, không có nước tương nha mọi người. Đậu tương và tỏi và muối, nước chấm siêu cay, cay lắm nha mọi người, màu đỏ chánh giữa đó. Ở đây là cái gì biết không? Nghệ. Ta-da. Hôm nay chị Mì Chin sẽ nướng thịt cho mình ăn. Có mua cảm sao ta? Wow, miếng thịt rất là tươi luôn, ngon dễ sợ vậy. Nấm bào ngư gì, nấm đùi gà được 3 miếng mọi người. Thì Yến vui nè. Oh. 260 gram được 3 miếng thịt. Wow. Tôi thích hết thì nên để. Móc cò. Để mình ăn thử con hàu nha mọi người. Wow, thật là tưởng lên. Ngọt cay luôn mọi người. Bởi vì dẹm tươi, dẹm tươi, dẹm chứ không phải hàu nha. Ngọt ngon. Và nó hơi cay. Con dẹm á, mùa hè là ngon nhất. Mùa hè vô mùa dẹm. Wow, miếng thịt của mình mới đây mà đã chín được phân nửa rồi. Mở nhiều lõn tỏn luôn, ngon hết biết luôn. Hả? Bà nói cái này phải có chồng mới đi theo mới được. Mọi người cố kim một con nắm chai tôi đi hay chơi đèn đèn. Ăn thịt là thường thường bên này là đàn ông ta nướng không à. Ít khi nào mà phụ nữ nướng. Mai đi hai người phụ nữ thì chị Mì Chin ra tay. Wow. Wow. Mọi người thấy cái gì nó nhiễu lõng tõn dưới bếp than không? Không phải là mỡ đâu, nước miếng của tiên đó. Nói đùa thôi nha. Mà giống gì chút là đúng đó. Khói nó cũng bay lên trên luôn. Cái quán này á, là nó kiểu hiện đại á, giống như quán cà phê vậy đó mọi người. Bây giờ mấy quán ăn ta cũng đầu tư về thẩm mỹ lắm, chứ không có làm tình toàn. Đặc biệt là ở Hàn Quốc, quán gần dơ dơ là ta đấu vô đâu. Làm như quán cà phê, view đẹp rồi,
giờ chụp ảnh nè. Chụp cho này nè. Cuối chụp một cái nếm thật một cái nào. Ê. Nhưng cái này phá được bắt cảnh là cuối chụp sản thì nó sẽ thắng ra là cái gì. Ê. Thế chứ nó thì đưa mình ra để thắng ra cho nè. Ừ. Chính xác là mình thắng ra. Dạ, nó cũng không có vị hôi mùi thịt nhiều nữa. Thường mấy quán thịt là người ta bán vào buổi tối không mà. Còn cái quán này bán ban ngày luôn. Chị bảo kêu ăn thì mày ăn, mày ăn. Đây, miếng salad xanh dờn tươi rối đã được sạch sẽ, vệ sinh, không có một miếng vi khuẩn nào. Bây giờ mình sẽ bỏ chị bị chinh gói cho mình luôn hả? Chấm miếng nghệ nha. Bỏ vô miếng gà vậy đây. À, thêm miếng kim chi trắng nữa. Ôi, cảm động quá. Kim nhiều quá mình đã cảm ơn mình ta. Cảm động, cảm động trước kia này. Thịt bò rất là mềm nha mọi người. Cố kia ủng chút bụi tư đầu quay à. Wow, bỏ vô miệng là nó muốn tan luôn á. Tại vì mình nướng là kiểu như nó chưa chín hết á. Còn tái cánh giữa nè. Tỏi nào, mặc dù nó rất hôi, ăn xong nó hôi lắm nhưng mà mình vẫn ghiền mọi người ơi, không thể nào bỏ được. Đó, miếng thịt lên nào. Wow, miếng kim chi nha. Đó, mời mọi người. Mời chị mì chín. Cảm ơn. Gái chị mì chín đó nè. Bà mất cha. À, mắm nè. Ôi mẹ. Bà không có ăn tỏi, mình quên mình cho miếng tỏi. Ôi mẹ nè, mẹ nè. Mẹ nè. Ấy nha. Thì bữa loàn rồi. Không có tình đâu mọi người. Quên. Đấy, bây giờ mình sẽ làm một miếng với lại giá đậu nành và sốt siêu cay nha. Sau một hồi ăn uống, hai chị em của Tiên đã ăn no căng bụng mà mọi người ơi. Đó, quá trời ngon luôn. Bây giờ chuẩn bị về nhà nha. Con gái chị Mì Chi nó chơi cái trò gì không biết nữa mà nó mê. Bảo nó đừng đi đâu, ở nhà thôi. Ta-da! Bây giờ về tới nhà, cả nhà của Tiên đang ăn cơm tối mọi người ơi. Xin chào mọi người. Rồi, theo ngồi xuống ăn cơm đi con. Hà vô sân rồi đó, xin chào mọi người. Hôm nay nhà của Tiên ăn cơm với lại món đây. Cái này là kêu bằng mega xào tỏi nha mọi người. Đó, mega xào tỏi nguyên củ. Đây là kim chi cộng củ cải nước. Kim chi cải thảo non, kim chi nước. Đây là tôm rim. Đó. Kim chi củ cải nha. Anh Ba Đông đang ăn là canh cá minh thái cay Tiên nấu. Với lại tinh hoàng cá, rồi nấm kim châm, rồi củ cải, rồi lá tảo biển, rồi tỏi này kia đồ, ớt đồ rất là ngon luôn. Nhấm rượu ba chén bồ chét, cay cay, ngọt ngọt, mặn mặn, đã lắm. Hà Vô nó ăn mè gà nè. Mè gà là món riêng của mẹ. Còn anh Ba Đông là anh chê, anh sợ lắm. Ô ba! Ê! Ủa? Ăn luôn hả mọi người? Ủa? Ai ăn mè gà nữa ta? Dữ dằn. Theo cũng ăn mè gà luôn. Hà Vô nhóm mẹ nè. Trời ơi, Hà Vô nè, ông Mata Master. Chạy mất nè. Hà Vô nhóm mẹ ăn giỏi dữ quá trời. Hà Vô nào mất kén ăn như ba với lại anh của nó. Vậy là chip nhà mình theo hai phe nha. Oppa, Hago, Theo là một đội. Còn mẹ với lại Hà Vô là một đội. Ừ.
anh Ba Đông bữa nay cái bộ thích ăn cơm vợ nấu theo tí đó cơ. Cho đi anh cho. À, thấy nãy giờ ông ăn bỏ này mọi người thấy không? Ăn tôm ghim rồi cá rồi nè. Hả? À. Bà Dư nè. Nhảm nhảm nhảm. Ngồi xuống. Hà Dư ngồi xuống ăn cơm. Ông nội của Hà Dư lên chơi nè mọi người. Ông nội bữa nay ở Hàn Quốc La Bảo. Ông lên bạn cái áo của bà nội. Nhìn mắc cười không? Hà Dư đã thích chơi với ông nội nữa. Bây giờ cả nhà của Tiên sẽ chơi rút gạch nha mọi người. Chenga. Chenga nha. À, ông nội cũng được một cây. Opa. Bali. Opa, cha đi. Tới anh Ba Đông nè. Giờ tới lượt Tiên nha. Thế thôi. À. Theo nè. Rồi, về tới ông nội nè. À đó bà chị. À, ông nội thành công luôn. Tới anh Ba Đông này nha. Chắc tôi nghi quá hả? Nín thở luôn. Hà Dư với ông nội chơi. Hà Dư đặng nó hát bài chúc mừng sinh nhật. Xe nghiêng chưa khả hâm ni ta. Xe nghiêng chưa khả hâm ni ta. Xe nghiêng chưa khả. Theo tới hồi thầy hô nó lấy đồ nghề của nó ra nè. Lấy đồ nghề. Chạy là ông nội con. Hay là bây giờ thầy ca. Trời ơi. Nó chạy lên mình ông nội luôn. Xe này địa hình dữ dằn. Xe này địa hình dữ. Con mèo của chị Mì Chin nó bò lên kìa. Rồi bây giờ cảm ơn mọi người đã xem video của Tiên nha. Hôm nay Tiên quay sầm sàm một ngày vậy thôi. Đăng ký nhấn chuông, like và comment ủng hộ cho kênh Về Quên TV và trang Facebook Phạm Thị Kiều Tiên để xem được nhiều video hay hơn nữa. Tạm biệt mọi người. Bye bye.